trồng cây chanh từ quả chanh. Các bạn theo dõi mình làm. Đây là một quả chanh chín. Các bạn nhớ là phải chọn quả chanh chín nhé. Chín vàng. Sau đó các bạn để cả quả như này thì nó sẽ không thối, thối thì nó sẽ là thối từ trong, thối ra thì cái hạt nó cũng sẽ bị thối. Thì các bạn muốn để cho nó cái hạt ở trong nó vẫn còn sử dụng được thì các bạn phải chọc cho mình mấy cái vào đây. Đấy, để cho nước nó chảy ra thì nó sẽ không bị thối. Thì các cái hạt chanh ở trong sau nó sẽ lẩy lẩy lên mầm. Sau khi đặt quả chanh xuống chỗ cần trồng, mình lấy một ít cỏ mình lấp lên. Xong tiếp đó ta cho đất lên trên. Và sẽ tưới nước đều hàng ngày. Chờ cây chanh nhỏ nó mọc lên nhé các bạn. Sau khi mình dâm cái quả chanh xuống đất mà mình phủ cỏ, phủ ít đất lên thì bây giờ chỗ cái quả chanh mà mình được phủ đất lên ấy thì mọc lên hai cái cây con này. Đây là hai cây chanh nhé các bạn. Thì sau khi mà nó mọc lên cây con này rồi thì mình sẽ bón cho nó một ít phân gà ủ oai mục. Đấy là cái cách mình trồng cây chanh từ quả chanh rất là hiệu quả. Thì khi hai cây con này phát triển lên thì mình sẽ chọn một cây khỏe, còn một cây yếu mình sẽ bỏ đi nha các bạn. Khi cái quả chanh mà mình trồng xuống dưới đất và với khi cây nó đã lớn được khoảng tầm từ 5 đến 7 phân, bắt đầu mình sẽ cho phân gà ủ oai mục một lớp dày xung quanh, khoảng tầm lớp lớp phân gà này dày khoảng 5 cm nha các bạn. Đấy, mình bao xung quanh nhưng mà phải dùng cái loại phân gà cực kỳ oai mục rồi nhá thì mới được, chứ nếu mà phân gà còn mới mà bón nhiều này là cây chết sót. Sau khi quả chanh mình vùi xuống đất thì nó đã lên cây, và cây này được cây chanh nhỏ này được 3 tháng rồi các bạn. Thì mình cũng thường xuyên bón cho nó phân gà ủ oai mục, nhưng do trời mưa nó bị trôi đi, thì khi nào mình thấy đất nó trôi hết cái loại lớp phân ở đây đi mình bổ sung lớp phân mới. Thì trước khi cho phân gà vào thì mình có thể cho một ít phân NPK vào cách gốc một chút.
Sau khi mình bón phân gà xong thì mình sẽ phủ một lớp cỏ khô lên để tưới nó khỏi trôi đi mất chứ các bạn. Đấy là cái kết quả sau khi trồng cây chanh từ quả chanh. Đấy, một quả chanh mình dâm xuống đây bây giờ nó mọc được hai quả, à hai cây. Thì đến đây mình xin tạm dừng video. Các bạn xem thấy hay có hữu ích nhớ like và chia sẻ. Bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh để nhận được những video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.